Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Mỹ thiện trí, tàu giao gầm Tổng thì thích tiền Mỹ, sợ giao tàu Bất chấp hệ thống tuyên giáo cho báo chí chửi Mỹ mỗi khi đến dịp lễ lớn của chính quyền Đảng Cộng sản Bất chấp nền giáo dục nhồi sọ vào chương trình giáo dục những quan điểm chống Mỹ Nhưng những đứa trẻ bị nhồi sọ chống Mỹ ấy lớn lên vẫn ao ước được đi du lịch hoặc đi học tại Mỹ hay định cư tại nước này thậm chí không ít những kẻ miệng thì ra giả chửi Mỹ nhưng vẫn tìm cách để mà sang Mỹ. Theo thống kê, người Việt Nam thuộc một trong những nước thích Mỹ nhất thế giới, chiếm đến 78%. Đứng với Mỹ thì được tự do và được tôn trọng. Đảng Cộng sản cứ ra giả trên bộ máy tuyên truyền và trong sách giáo khoa rằng Mỹ cướp nước ta. Nhưng nếu đặt câu hỏi rằng Mỹ đã chiếm một tất lãnh thổ nào của Việt Nam hay chưa, nếu họ muốn cướp nước Việt Nam, thì họ dư khả năng làm điều đó. Việc quân Mỹ đặt chân lên miền Nam Việt Nam bị bóp méo thành xâm lược. Trong khi đó, Mỹ cũng đặt chân lên bán đảo Triều Tiên, lên Nhật Bản và một số nước khác với vai trò tương tự thì thế giới có nói Mỹ xâm lược ai đâu? Việc ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản của Mỹ tại miền Nam Việt Nam đã bị Đảng Cộng sản lợi dụng mà họ đã thành công. Thực sự chủ nghĩa cộng sản mới nguy hiểm cho đất nước chứ không phải là nước Mỹ. Sau năm 1975 là thời kỳ kinh hoàng của toàn dân Việt Nam. Đánh tư sản mại bản, ngăn sông cấm chợ, triệt tiêu hoàn toàn ngành thương mại. Lùa hết của cải vào tay nhà nước rồi nhà nước phân phối lại nhỏ giọt cho dân dưới dạng tèm phiếu. Nghĩa là cộng sản mang lại sự đói nghèo và mất tự do cho toàn bộ người dân Việt Nam họ biến người dân thành con vật trong trại của họ, nền kinh tế kiệt quệ, dân không có gạo phải ăn sắn, ăn khoai lang và bò bò, một loại thức ăn cho lừa cho ngựa. đấy là địa ngục của chủ nghĩa cộng sản mang lại cho người dân, cái giá phải trả cho sự ngu muội tin theo sự lừa lọc của đảng cộng sản. Trung Quốc được chính quyền của đảng cộng sản việt nam xem là anh hai tận thời chiến tranh lạnh và giờ trở thành anh cả trong nhóm các quốc gia cộng sản ít ỏi còn lại trên quả địa cầu. Hai quả đảng thì tung hô lẫn nhau, nào là 16 chữ vàng, láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài hướng tới tương lai. Nào là bốn tốt, láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt. Thế nhưng hãy nhìn lại xem bao nhiêu phần lãnh thổ của Việt Nam đã rơi vào tay bạn tốt Trung Quốc. Câu trả lời là rất nhiều. Nào là Hoàng Sa, nào là Trường Sa, nào là Thác Bản Dốc, rồi đã ải Nam quan vân vân và không dừng lại ở những mất mát này nếu không có cách làm cho dân giàu nước mạnh thực sự đó là bản chất giao găm của Trung Quốc bản chất này không thay đổi qua nhiều đời lãnh đạo cộng sản đứng với tàu thì bị tròng thòng lọng vào cổ vào năm 2022 vừa qua thẳng dư thương mại giữa Việt Nam và Mỹ lên đến con số 94,92 tỷ đô la nhưng lại thâm hụt thương mại với Trung Quốc tới 60,17 tỷ đô la. Nếu không có nền kinh tế Mỹ thì Việt Nam lấy đâu ra ngoại tệ để bù vào thâm hụt thương mại với Trung Quốc đây? Cho nên nói kinh tế thì nền kinh tế Mỹ cũng đang giúp nền kinh tế Việt Nam không bị cạn ngoại tệ khi làm ăn với Trung Quốc. Được biết, sở dĩ của chuyến thăm của Tổng thống Mỹ sang Việt Nam vào ngày 10 và 11 tháng 9 vừa qua là bởi trước đó Tổng thống Mỹ Biden đã mời ông Trọng sang Mỹ Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe của ông Tổng Trọng không đảm bảo được một chuyến bay dài, mà sau đó Tổng thống Mỹ đã phải sang Việt Nam, thay vì ông Tổng Bí Thư Việt Nam phải sang Mỹ. Điều này cũng cho thấy sự tử tế của người Mỹ. Họ không cầu nệ chuyện nước nhỏ, phải sang thăm nước lớn trước, như chuyến đi của ông Tổng Bí Thư Việt Nam vào ngày 30 tháng 10 năm ngoái. Trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, phía Bắc Kinh luôn cầu nệ vài vế thậm chí họ không gọi Đảng Cộng sản Việt Nam là đồng minh mà lại gọi là anh em. Ai là anh, ai là em thì ắt không cần phải giải thích thêm. Việt Nam thặng dư thương mại với Mỹ là lớn nhất và thâm hụt thương mại với Trung Quốc mạnh nhất. Bảo thủ, ích kỷ là hai bản chất cực kỳ độc hại của Đảng Cộng sản. Dù biết rằng đảng đã nát, quan chức tham lam tàn phá đất nước, nhưng ông trọng vẫn cố chấp dùng dưỡng Ông không đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, ông điên cuồng chống lại mầm móng dân chủ. Và cũng vì thế, Đảng Cộng sản Việt Nam mãi mãi yếu thế trước tàu quộng. Kết thân với Mỹ thì vì tiền, kết thân với Trung Quốc vì quyền, và cũng vì Đảng Cộng sản Việt Nam sợ giao của Trung Quốc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo d với bản tin Mỹ thiện trí tàu giao găm tổng thích tiền Mỹ sợ giao tàu quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .de kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Hoa hậu thời mất giá, người bán hoa kẻ lừa đảo. Bất cứ mặt hàng nào mà sản xuất quá nhiều thì sẽ vừa kém chất lượng vừa mất giá. Còn nhớ khoảng 20 năm trước, xe máy Trung Quốc tràn ngập số lượng áp đảo xe Nhật. Tuy nhiên, việc làm quá nhiều sản phẩm với chất lượng kém, giá cũng thấp. Hay hãng ô tô cũng vậy, xe được sản xuất giới hạn thì giá cao, còn sản xuất đại trà thì giá lại mềm. Hoa hậu cũng thế mà thôi. Mỗi năm ở Việt Nam, nếu chừng dừng lại một vài cuộc thi hoa hậu, thì danh hiệu hoa hậu mới có giá trị vì để có danh hiệu nàng hoa hậu phải vượt qua rất nhiều thí sinh, cả về nhan sắc lẫn trí tuệ, để mà giành lấy vương miện cho mình. Còn mỗi năm có đến khoảng 30 cuộc thi hoa hậu cấp quốc gia, thì danh hiệu hoa hậu cũng chẳng có giá trị nữa. Cái gì nhiều quá thì chất lượng giảm, đó là điều hiển nhiên. Hoa hậu đang tràn lan Trước đây, thi hoa hậu là cuộc thi tìm kiếm người đẹp, cả về hình thể trí tuệ lẫn nhân phẩm, thì nay họ chỉ chăm chăm tìm kiếm danh hiệu. Do đó, nhiều cuộc thi đã bị biến tướng, tình trạng mua bán giải tràn lan, thậm chí nhiều trường hợp đã bị đưa lên mặt báo. Khi người đẹp bị tiền chọn chứ không phải người chọn, thì cái đẹp cũng bị méo mó đi rất nhiều. Cho nên, những người đẹp gần đây cứ hệ lên báo thì lại bị vạ miệng. Vạ miệng bởi các nàng là những người thiếu trí tuệ không biết điều gì nên nói, điều gì không nên nói. Có nàng hoa hậu đẹp hình thể nhưng khuyến khiết về trí tuệ, thậm chí có nàng khiếm khuyết luôn cả hai. Chính vì các nàng hoa hậu khiếm khuyết tràn lan nên giá trị của các nàng cũng vì thế mà lao dốc. Thực ra người đẹp toàn diện không phải chỉ có hình thể và trí tuệ mà còn có cả nhân cách. Tuy nhiên ngày nay để có nàng hoa hậu song toàn về hình thể và trí tuệ cũng đã cực hiếm, thì cái gì đẹp toàn diện ở cả ba tiêu chuẩn đây. Nếu là người có nhân cách, không bao giờ bán rẻ bản thân mình, bằng cách hành nghề bán hoa hay đi lừa đảo cả. Hoa hậu thời mất giá có người hành nghề bán dầm Vào ngày 15 tháng 9, công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phá đường dây hoa hậu bán dâm, mỗi lần bán dâm lên đến, đến 200 triệu đồng tuy giá bán dâm cao gấp hàng trăm lần so với gái không có danh hiệu. Tuy nhiên, những nàng hoa hậu ấy lại là những nàng hoa hậu mất giá. Những người này đã định lại vị trí của mình chỉ ngang bằng với gái bán hoa mà thôi. Nếu không có tình trạng loạn hoa hậu, thì khó mà có chuyện nàng hoa hậu lại đi làm gái bán hoa như vậy. Vào ngày 20 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng PC01 cho biết họ đã khởi tố bắt tạm giam một hoa hậu quý bà 37 tuổi, sống ở phường 9, thành phố Đà Lạt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà hoa hậu này đang làm chủ một loạt cơ sở spa mộc hoa. Được biết bà này là hoa hậu thiện nguyện trong cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam tổ chức tại Đà Nẵng vào năm 2022. Một danh thương hoa hậu nghe lạ hoắc. Tại cuộc thi Hoa hậu kể trên, bà này được đánh giá là thí sinh nổi bật với những dự án vì cộng đồng và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Bà giữ chức vụ tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Mộc Hoa hoặc là spa Mộc Hoa với hàng loạt cơ sở spa Mộc Hoa tại Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt, vân vân. Tuy nhiên, đằng sau việc làm từ thiện lại là hành vi lừa đảo. Hoa hậu lừa đảo. Những gì không mua được một nghìn tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền những gì dù đã mua được bằng rất nhiều tiền thì nó cũng sẽ rớt giá khi nguồn cung ra thị trường dồi dào. Không phải tất cả các nàng hoa hậu đều không tử tế, tuy nhiên sự tử tế trong các nàng hoa hậu thời nay cũng đã hiếm đi rất nhiều. Xã hội Việt Nam như thế nào thì trong giới showbiz cũng như thế, nó đặc biệt đúng trong các cuộc thi hoa hậu. Sống dưới chế độ này, con người trọng vật chất, còn tiền lớn hơn giá trị con người nên giá trị con người ngày một rẻ rúng và những nàng hoa hậu cũng như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin Hoa hậu thời mất giá, người bán dâm kẻ lừa đảo. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo. Chấm đề.